Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng Minh Vật Tư Phân Nhân .com, một công ty chuyên cung cấp các loại tấm silicon, tấm teflon, các loại rong chịu nhiệt, các loại rong silicon trầu, các loại silicon vung và các loại rong BTFI. Hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị một các bạn một cái loại hàng, trong cái loại hàng đó đó là cái sợi dây BU. Cái sợi dây BU anh chị các bạn, mà cái loại này nó có hai loại, loại trơn và loại nhám. Loại trơn, loại nhám nó màu đỏ anh chị các bạn. Cái dây trầu này trồn đặc nha. Trồn đặc. Cái dây này thường dùng làm các dây cura, các dây sợi để ở trong những cái nhà máy dệt và một số các công dụng khác. Mình cũng không rõ nhiều, nhưng mà ở bản thân của một đơn vị thương mại thì mình bán cái này rất là nhiều ra thị trường, đặc biệt là thị trường công nghiệp. Thì cái loại hàng này hiện tại là phân nhân đang có từ phi 3 mm anh chị các bạn. Cái sợi của nó, đây là sợi, chất liệu của nó là sợi BU nha. Sợi BU phi 3, phi 4, phi 5, phi 6, phi 8, phi 10, phi 12, phi 14, phi 16, phi 18, phi 20. Thì cái này nó có hai màu, mình có màu xanh và màu cam như thế này, hay còn gọi là màu đỏ. Hiện tại là cái hàng này chúng tôi bán theo cuộn và theo các loại mét lẻ. Mét lẻ. Nó màu của nó là màu cam mét lẻ. Anh chị các bạn mua bao nhiêu thì chúng tôi bán bấy nhiêu. Rất mong quý anh chị và các bạn biết cái loại hàng này công ty phân nhân bán, mà có nhu cầu hỏi hàng. Khi có nhu cầu hỏi hàng thì anh chị các bạn cho chúng tôi biết thông tin như sau. Thứ nhất là dây, cái này là dặn dây, dặn sợi đó. Dây BU phi tròn đặc á, là phi bao nhiêu, đường kính của nó nha anh chị các bạn. Đường kính của nó phi bao nhiêu, anh chị cần bao nhiêu mét, màu gì. Cái loại trơn hay là cái loại trơn hay là loại nhám. Nếu mà loại nhám thì anh chị nói loại nhám, còn nếu loại trơn thì nói loại trơn. Thì công ty chúng tôi sẽ báo giá ngay, đồng thời sẽ ship hàng trong ngày. Cái hàng này công ty chúng tôi có sẵn và thường xuyên bán, nên đâm ra anh chị các bạn yên tâm. Phân nhân báo giá và sẽ đáp ứng mọi nhu cầu anh chị các bạn cần hàng. Rất mong quý anh chị các bạn ủng hộ, xin liên hệ trực tiếp chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Số này cũng là số Zalo. Anh chị các bạn có thể liên hệ trực tiếp, chúng tôi sẽ gửi giá qua Zalo. Đồng thời anh chị các bạn có thể đăng ký kênh để Hùng review những mặt hàng khác. Anh chị các bạn có thể biết thông tin loại hàng phân nhân bán, sau này mình tìm hàng cho dễ. Xin chào và hẹn gặp lại.